Và trong cái gì đây? Biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch MB và điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AB lệch pha nhau pi trên 3. MB là vectơ cắm xuống, AB là vectơ chéo xuống. Vậy góc tạo bởi giữa hai vectơ thì nó sẽ là góc này đấy các bạn. Đây là AB này. Đây là MB này. Vậy cái góc này là độ lệch pha giữa AB và MB thì nó bằng cái góc bên trong rồi các bạn. Hai góc thủ đỉnh thôi. Thầy chào tất cả em. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục giải quyết cái phần mạch RLC nối tiếp mà buổi hôm trước mình đã bắt đầu giải quyết rồi. Nhưng mà hôm trước thầy đã hướng dẫn các bạn rồi là hôm trước mình sẽ giải quyết bài toán dòng điện xoay chiều mạch RLC nối tiếp tổng quát đấy theo phương pháp đại số, tức là áp dụng công thức. Buổi trước mình có bốn công thức đúng không? Công thức về điện áp này, công thức về điện cận ôm này, công thức về tổng trở này và công thức về tang phi đấy. Nói chung là buổi trước thì các bạn đã giải quyết theo phương pháp đại số rồi. Phương pháp đại số là một phương pháp rất là hữu hiệu để các bạn có thể giải quyết được mọi bài toán, kem nhé. Thậm chí là bài toán điểm 10, thậm chí là bài toán khó thì cái phương pháp đại số nó vẫn sẽ là một cái phương pháp rất là hữu hiệu. Nhưng những cái nhược điểm thầy đã chỉ ra ở buổi trước rồi, cũng như là việc mà các bạn sử dụng phương pháp đại số ấy, nó sẽ khiến cho cái bài toán của mình ấy hơi dài một chút. Dài nhưng mà không sao kem nhé. Cho nên yêu cầu bắt buộc mà thầy đã trình bày với các bạn rồi là làm gì thì làm thì vẫn phải luyện tập cái phương pháp đại số thật là kỹ cho thầy. Sau đó thì mình sẽ lại luyện tập tiếp cái phương pháp ngày hôm nay thầy sẽ trình bày cho các bạn. Cái phương pháp này thì thật sự là các bạn nếu mà mình không luyện tập ấy thì rất khó để có thể thành thạo được. Thì hôm nay mình sẽ sử dụng phương pháp giản đồ vectơ để giải quyết bài toán về mạch xoay chiều RLC nối tiếp. Cái này thực ra là buổi trước thầy có nói cho các bạn một chút rồi, chính là cái giản đồ Fresnel trong cái quá trình mà thầy chứng minh công thức đại số đấy. Thì đấy chính là cái phương pháp giải nối vectơ rồi. Tức là bây giờ mình sẽ không viết công thức ra mà mình giải trên cái hình đấy. Thì đấy chính là phương pháp giải nối vectơ. Đây hôm trước là thầy đã cho các bạn như thế này rồi đúng không? Ba cái vectơ này, UR, UL và UC, đấy là ba vectơ biểu diễn ba cái điện áp giữa hai đầu điện trở, hai đầu cuộn dây và hai đầu tụ điện. Và mặc định thầy sẽ chọn Y nằm ngang nhá. Sau này thì các bạn sẽ không cần vẽ Y nữa, bởi vì là quy ước của mình luôn luôn chọn Y nằm ngang rồi. Và sau đó thì thầy có tổng hợp đúng không? Thì các bạn sẽ được cái vector U như thế này. Nếu như mà UL lớn hơn UC thì vector U sẽ chéo lên, U sớm pha hơn Y. Còn nếu như mà UL nhỏ hơn UC, vector U của mình sẽ chéo xuống, U trễ pha hơn Y. Nó gọi là mạch có tính cảm kháng và mạch có tính dung kháng đấy. Còn nếu như mà UL bằng UC, chính xác là ZL bằng ZC thì U sẽ nằm ngang cùng pha với Y, mình có gọi là hiện tượng cộng hưởng đấy. Nếu như bây giờ thầy chia tất cả các cạnh của mình, các em nhớ, đây là các vectơ đang biểu diễn điện áp U của mình giữa hai đầu mỗi phần tử. Đúng không? Bây giờ thầy sẽ chia độ dài của tất cả các cạnh cho Y. Thì từ đấy, à đấy, nếu như các bạn muốn xác định URC đúng không? Thì các bạn chỉ cần tổng hợp UR và UC thôi. Nhá, muốn xác định cái U gì đấy thì mình sẽ tổng hợp cái U đấy. Muốn xác định URL chẳng hạn thì tổng hợp UR và UL như thế này chẳng hạn. Nhá. Thầy biểu diễn một hai cái thôi. Biểu diễn hết thì nó cũng không để làm gì. Và sau đó thì các cái giá trị điện áp U này thì bài nó sẽ cho thôi. Các bạn điền vào các cái cạnh ở cái hình của mình đấy. Và sau đó thì các bạn sẽ giải hình thôi dựa trên các cái công thức của mình, ví dụ hệ thức lượng này, Pythagore này, rồi thì tam giác bằng nhau, tam giác đồng dạng, tóm lại là các bạn sẽ giải y hệt như một bài toán hình thôi. Thì đấy sẽ là phương pháp giải đồ vector. Nếu như bây giờ thầy chia độ dài tất cả các cạnh cho y thì nó sẽ chuyển về giải đồ z, kem nhá. Đấy, UR thì chia cho y sẽ được là R, UL chia cho Y sẽ được là ZL, UC chia cho Y sẽ được ZC. Tức là thay vì các bạn giải độ dài các cạnh là điện áp hiệu dụng hoặc điện áp ngược lại, thì bây giờ mình sẽ giải độ dài các cạnh là giá trị trở của nó, điện trở, cảm kháng, dung kháng hoặc là tổng trở hoặc là ZLC hoặc là ZRC. Tóm lại là một cái giản đồ bên trái là các bạn sẽ lấy độ dài các cạnh
theo điện áp U. Một cái là độ dài. Còn cái giản đồ bên phải là các bạn sẽ lấy độ dài các cạnh theo giá trị trở của nó. Các em nhé, đối với điện trở thì sẽ là R, đối với cả cuộn dây thì sẽ là ZL, mà đối với cả tụ điện thì sẽ là ZC. Nhưng mà các bạn lưu ý cho thầy, hai cái này nó sẽ tỷ lệ với nhau. Giản đồ U và giản đồ Z luôn luôn thỏa mãn tỷ lệ với nhau, bởi vì nó chỉ chênh lệch nhau về Y thôi. Nhưng trong một bài toán, các em sẽ chỉ sử dụng một giản đồ thôi nhá, không dùng hai giản đồ. Không có chuyện mình đang lấy độ dài cái cạnh này là U. Đây ví dụ, thầy lấy cái độ dài cái cạnh này là R, sau đó cái cạnh này mình lại lấy lại là URC thì không được, bởi vì nó đang không cùng tỷ lệ. Các em nhá, hai cái này nó đang không cùng tỷ lệ, bởi vì là đồ thị của U nó luôn dài gấp Y lần đồ thị của Z. Đấy, bởi vì là từ đồ thị U sang đồ thị Z thì thầy chia độ dài tất cả các cạnh cho Y mà. Cho nên các bạn lưu ý cho thầy là trong một bài toán ấy, các bạn chỉ cần sử dụng một loại giản đồ thôi, hoặc là giản đồ U hoặc là giản đồ Z thôi, không cần sử dụng cả hai đâu nhá. Tất nhiên là sẽ có những cái bài toán nó vừa cho U vừa cho Z, thì khi đấy thầy sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để mình vận dụng một giản đồ nhưng mà có thể giải được cho cả hai yếu tố U và Z. Thì đây người ta gọi là vản giản đồ vectơ chung gốc, bởi vì các bạn quan sát thấy rằng là tất cả các vectơ của mình đều có cùng một gốc, tức là xuất phát từ O, đúng không? Đấy, tất cả các vectơ đều xuất phát từ cùng một vị trí, thì đây thầy gọi là vản giản đồ vectơ chung gốc. Nhưng mà cái giản đồ vectơ này ấy, nó lại nảy sinh ra một cái vấn đề các em ạ. Nó có quá nhiều đường nét đứt. Bởi vì giản đồ vectơ chung gốc nó sẽ sử dụng quy tắc hình bình hành. Và khi mà các em sử dụng quy tắc bình hành ấy, thì mỗi khi mình tổng hợp hai vectơ thì nó lại sinh ra hai nét đứt. Đấy, ví dụ bây giờ thầy tổng hợp UL và UR chẳng hạn, thì nó lại sinh ra hai nét đứt. Đấy, lại sinh ra hai nét đứt. Được chưa? Tương tự, nếu như bây giờ cái mạch của mình có R nhỏ chẳng hạn, thì khi đây nó có rất nhiều phần tử, và cứ mỗi khi các em tổng hợp hai phần tử nó lại sinh ra hai nét đứt. Và khi đấy cái hình của mình nó rất là rối, ngay chỉ như thế này thôi, khi mà thầy tổng hợp thêm UR và UL thôi là các bạn thấy đấy là các cái đường của mình nó luôn luôn cắt nhau rồi, và nó sẽ tạo ra rất là nhiều đường nét đứt. Nếu như bạn nào mà các bạn ấy có một cái hình, có một cái nhìn về hình tổng quát ấy, các bạn có thể bỏ qua được các cái đường nét đứt đấy ấy, thì không sao cả. Nhưng mà đại đa số ấy thì cái việc giải hình nó khá là khó khăn đối với các em. Cho nên thầy sẽ đưa ra một cái phương pháp cải tiến hơn một chút để mình có thể bỏ qua được các cái đường nét đứt đấy nhá. Thầy gọi đấy là phương pháp giản đồ vectơ nối chân. Thì sang phần số 2 là phương pháp giản đồ vectơ nối chân. Thực chất nó chính là giản đồ vectơ chung gốc, nhưng mà mình sẽ áp dụng quy tắc rời hình vào cái vectơ của mình để tạo ra được cái phương pháp giản đồ vectơ nối chân. Một cái yêu cầu bắt buộc của phương pháp giản đồ vectơ nối chân đó là các bạn hãy vẽ cái sơ đồ mạch điện cho thầy. Ví dụ cái mạch của mình là RLC chẳng hạn, thì giả sử nhá, cái mạch của mình nó sẽ bao gồm này, R này, cuộn dây thuần cảm này, tụ điện C này. Đây, thầy cứ giả sử cơ bản nhất thì nó sẽ có 3 phần tử như vậy. Và thầy sẽ gọi tên cái điểm giữa các phần tử là M và N. R, L, C. Thứ tự các phần tử nó rất là quan trọng khi mà các em sử dụng phương pháp giản đồ vectơ nối chân nhé. Cho nên là một bài toán dòng điện xoay chiều ấy, cái bước đầu tiên đó là thầy luôn vẽ cái sơ đồ mạch điện ra, xem nó gồm bao nhiêu phần tử và thứ tự như thế nào, để cái quá trình làm bài các bạn có thể hình dung cái bài toán ấy một cách rõ ràng hơn. Thứ tự này, đúng không? Có bao nhiêu phần tử này, và nó là thuần cảm hay không thuần cảm. Thì cách làm của phương pháp giản đồ vectơ nối chân như sau. Các bạn làm y hệt như cái giản đồ chung gốc thôi. Đầu tiên, thầy có vector R, UR cũng được mà vector R của bạn cũng được nhé. Ở phần trước thì các bạn đã biết rồi là thay vì sử dụng giản đồ U, các bạn có thể sử dụng giản đồ Z. Hai cái này tương đương nhau, dùng cái nào cũng được. Vì đại đa số bài toán nó sẽ cho Z mà, cho nên thầy sẽ sử dụng giản đồ Z đi. Giản đồ tổng trở nhé, điện trở, cảm kháng, dung kháng và tổng trở. Thì đây các bạn, mình sẽ biểu diễn lần lượt các vector theo thứ tự các linh kiện có trên mạch điện RLC. Đầu tiên này,
Điện trở R của mình sẽ là đoạn AM, tức là thầy sẽ biểu diễn bằng vector AM. Mà các em nhớ là R là một vector nằm ngang cùng pha với Y. Không cần vẽ Y nữa các bạn nhé, thầy bảo với các bạn rồi. Y luôn luôn nằm ngang, cho nên mặc định trong đầu Y của mình là một vector nằm ngang. Thầy sẽ không biểu diễn nữa, bởi vì cái vector Y đấy không dùng để tính toán mà. Cho nên các bạn chỉ cần mặc định trong đầu, à, Y luôn luôn nằm ngang. Vậy R cũng sẽ là một vector nằm ngang, bởi vì UR cùng pha với Y. Đây là vector AM này, nó sẽ biểu diễn R nằm ngang. Bây giờ mình sẽ không vẽ tại A vector UR, UL cắm lên như thế này. Không vẽ như thế này. Đây là sản đồ chung gốc mất rồi. Bây giờ thầy sẽ biểu diễn ZL tiếp nhé. Cuộn dây tiếp này. Mình sẽ tiếp tục biểu diễn cuộn dây. Cuộn dây chính là đoạn MN. Tức là thầy sẽ vẽ tiếp từ điểm M. Thầy không vẽ từ điểm A, thầy sẽ viết tiếp từ điểm M. Đây các bạn. MN là một vector cắm lên, bởi vì L luôn sớm pha pi trên 2 so với y. Đấy. Lúc trước thì các bạn sẽ có được vector ZL nó sẽ như thế này, đúng không? Thì bây giờ thầy rời hình ra bên phải thôi. Tức là các bạn vẽ tiếp từ cái đầu của vector R thôi. Đấy, AM hướng sang bên phải. MN là vector ZL, vậy sẽ cắm lên. Đấy là sử dụng quy tắc rời hình thôi các bạn. Thấy chưa? Tiếp tục. Vector ZC, UC đấy. C luôn trễ pha pi trên 2 so với Y. Tức đó sẽ là một vector cắm xuống. Các bạn cũng không vẽ từ điểm A nhá, không vẽ từ điểm A, mà thầy sẽ rời song song từ cái điểm A sang đây. Đấy, tức là mình sẽ vẽ tiếp từ điểm N. Nó chính là vector NB. Đây, NB là một vector cắm xuống thì có độ dài là ZC. Sau đó các bạn nối vào thôi. Nối A với N thì nó chính là RL. Nối A với B thì nó chính là AB. Thì đây chính là vector Z của mình, hay chính là UAB của mình đấy. Và nó sẽ tạo với phương ngang một góc chính là phi, là độ lệch pha giữa U và Y. Được chưa các bạn? Và các bạn quan sát cái giản đồ vector cho thầy. Nó sẽ không có một cái đường nét đứt nào cả. Và đấy sẽ là cái ưu điểm của phương pháp giản đồ vector nối chân. Cái hình của mình ấy, nó sẽ không bị chồng chéo lên nhau, nó sẽ không bị cắt nhau đấy, và nó không có đường nét đứt. Tóm lại là các bạn sẽ không có các đường nét thừa, cho nên khi đấy cái hình của mình ấy, nó sẽ dễ nhìn hơn, cũng như là nó sẽ giúp các bạn giải bài tập nó dễ hơn. Đấy, thì mình sẽ có hai phương pháp giản đồ vector như vậy. Một là phương pháp giản đồ vector chung gốc, và hai là phương pháp giản đồ vector nối chân. Tất nhiên là cái phương pháp giản đồ vector nối chân này á, nó cũng sẽ có nhược điểm của nó. Còn cụ thể cái nhược điểm như thế nào thì khi mà vào phần bài tập, ví dụ nhá, thầy sẽ để cho nó lộ ra cái nhược điểm đấy, để khi đấy các bạn có thể áp dụng cái phương pháp giản đồ vector chung gốc thay cho phương pháp giản đồ vector nối chân nhá. Mà thực ra thì 99,99% bài tập thì thầy sẽ sử dụng cái phương pháp giải đồ vector nối chân này. Hôm nay khi mà chữa phần bài tập thì thầy sẽ hướng dẫn các bạn áp dụng cả hai cái phương pháp, để nếu như mà các bạn cảm thấy là cái phương pháp nào ấy nó hiệu quả với mình hơn, mình dễ áp dụng hơn, mình hay áp dụng nó ở trong môn toán ấy, thì các bạn sử dụng cái phương pháp đấy cho thầy nhé. Được chưa? Ok, thì đấy là toàn bộ cái lý thuyết về cái cách để các bạn áp dụng cái phương pháp giải đồ vector cho bài toán dòng điện xoay chiều như vậy. Còn cụ thể thì các bạn sẽ phải luyện tập cho thầy nhé. Nó không phải là công thức mà nó là phương pháp, cho nên mình bắt buộc phải luyện tập. Sang phần bài tập nhé. Cái phương pháp giản đồ vector này á, nó sẽ ngắn hơn phương pháp đại số rất là nhiều. Nhưng mà cái phương pháp đại số của mình là áp dụng công thức, cho nên các em chỉ cần áp dụng công thức thôi là giải quyết được rồi. Còn đây là phương pháp giản đồ vector, các bạn bắt buộc phải rèn luyện thông qua bài tập, thì khi đấy mình mới giải quyết được cái phần bài tập theo cái phương pháp này. Thì thầy sẽ hướng dẫn các bạn giải theo cả hai phương pháp nhé. Một là chung gốc và hai là nối chân. Chung gốc trước đi các em. Chung gốc trước đi. Chung gốc nhé. Bài 1 thì thầy sẽ dùng chung gốc trước, sau đó sẽ ngược lại. Bài 2 mình sẽ dùng nối chân trước.
cứ thế đan xen nhau nhé. Trung gốc đây các bạn. Đặt một đề đáp U thì đầu tiên mình phải xác định xem là cái bài toán của mình có bao linh kiện đã. Chứ bây giờ thầy cứ vẽ ba cái vector nhưng mà cuối cùng nó chỉ có hai linh kiện thôi thì hơi thừa. Đọc đề bài trước nhé các em nhé. Đặt điện áp U bằng 220 căn 2 cos của 100 pt vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đấy. Bài nó rất là hay cho cái kiểu đề như vậy. Cho nên các bạn hãy vẽ cái sơ đồ mạch điện cho thầy. Đoạn AM gồm điện trở này. Mắc nối tiếp với cuộn dây thuần cảm. Các em chú ý là cuộn dây thuần cảm nhé. Cái này buổi trước mình còn nói rồi. Thì cuộn dây nó có hai trường hợp là cuộn dây thuần cảm và cuộn dây không thuần cảm. Đây là đoạn AM này, đoạn MB thì có tụ điện C. A B này. M này. Đấy. AM thì có R và L. MB thì có C. Biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AM và điện áp giữa hai đầu đoạn mạch MB có giá trị hiệu dụng bằng nhau nhưng lệch pha nhau 2 pi trên 3. Điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AM bằng UAB thì bài cho là 220 rồi. Các em nhá. U bằng 220 rồi. Lấy giá trị hiệu dụng thôi. Thầy bảo rồi mà. Đại đa số bài tập của mình nó yêu cầu tính giá trị hiệu dụng. Vậy có đầy đủ cả 3 linh kiện. Vậy các bạn sẽ biểu diễn cả 3 vector nhé. Biểu diễn cả 3 vector thôi. UR này. UL này. Đây. UR, UL này. Và UC. UC nó dài hơn đấy các em ạ. UC nó dài hơn đấy. Bởi vì UC là UMB đúng không? Nó bằng cả AM mà. Nó bảo là điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AM bằng điện áp giữa hai đầu đoạn mạch MB. Tức là rõ ràng là cái đoạn MB đấy phải lớn hơn cái đoạn AM. Cái đoạn MB đấy nó bằng AM, tức là nó sẽ phải lớn hơn L rồi. Đây là UL. Các bạn tổng hợp vào cho thầy nhá. UL này, UC này và UR. Bài cho là UAM bằng UMB. UAM chính là URL. UAM chính là URL này các bạn. Đấy, các bạn tổng hợp hai cái thằng này vào cho thầy. Nét đứt nha. Nét đứt này. Thấy chưa? Đấy. Đây là U AM đấy, chính là URL. Các bạn có thể viết là UAM cũng được, mà viết là URL cũng được. Nhưng mà thường đối với dàn đồ vector chung gốc thì thầy sẽ không sử dụng tên AMB mà mình sẽ sử dụng luôn ký hiệu đi cho nó dễ dàng. Tiếp đến bây giờ các bạn phải tổng hợp URL và UC để được UAB nữa, đúng không? UR cộng UL cộng UC chính là UAB. Thì mình sẽ phải tổng hợp theo quy tắc hình bình hành nhé. Đây. Đây sẽ là UAB này. Hay nó sẽ hơi chéo xuống một chút. U trễ pha hơn I mà. Đây là UAB. U của mình. Cái cách này các bạn biết rồi. Đây là U này. Nhưng thầy sẽ viết ra ngoài đi. Đây là URL. Còn bên trong thầy sẽ điền độ dài 220. Rồi bài cho cái gì nữa nhỉ? Bài cho là UAM bằng UMB, tức là RL bằng với cả cạnh này. Hai cạnh này sẽ bằng nhau này và có hiệu dụng bằng nhau. Biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AM và điện áp giữa hai đầu đoạn mạch MB có giá trị hiệu dụng bằng nhau nhưng lệch pha nhau 2 pi trên 3. Lệch pha nhau 2 pi trên 3, vậy cái góc này của mình sẽ là 2 pi trên 3 này các em. Cả cái góc này là 2 pi trên 3 nhá. Cả cái góc đấy là 2 pi trên 3. Lệch pha nhau 2 pi trên 3 mà. Đây là góc tạo bởi giữa hai vector. Bài hỏi điện áp hiệu dụng giữa hai đầu đoạn mạch AM. Được chưa các bạn? Nào. Cái hình của mình là hình gì đấy các bạn? Hình của mình là hình gì đây? Chứng minh dễ thôi đúng không?
Hình của mình sẽ là hình gì? Chắc chắn đây là sử dụng quy tắc hình bình hành rồi, đúng chưa? Hình bình hành mà có hai cạnh kề bằng nhau thì đây sẽ là hình thoi thôi. Hình thoi mà mình lại có cái góc kia là 2 pi trên 3 rồi. Cái góc kia của mình là 2 pi trên 3 thì góc này của mình sẽ là pi trên 3 này. Góc này sẽ là pi trên 3 này. Hoặc một cách khác đây, các bạn có thể tính góc này. Góc này chính là bằng góc này. Nhá, cái góc đây thầy tính đây này. Cái góc này sẽ là pi trên 3 này. Nó sẽ là pi trừ cho 2 pi trên 3 thôi. Thì các bạn cũng có thể suy ra cái góc kia của mình là pi trên 3. Được chưa? Đấy. Rồi thì cái góc này của mình cũng là pi trên 3 luôn. Tính chất của hình thoi thôi đúng không? Hình thoi thì đường chéo sẽ đóng vai trò là đường phân giác. Vậy 2 pi trên 3 mà chia đôi đi thì góc này cũng là pi trên 3. Vậy rõ ràng là mình sẽ được cái tam giác của mình là tam giác đều rồi. Tam giác đều thì cạnh này là 220 thì cái cạnh URL của mình cũng là 220. Tam giác đều các bạn nhé. Đáp án của mình là đáp án C. Được chưa? Đấy. Các bạn nhìn kỹ cái hình cho thầy một chút nhé. Bởi vì ở đây là giải nổ vectơ chung gốc cho nên nó hơi bị chồng chéo các cái đường một chút. Nhìn nó hơi khó một chút nhưng các bạn cũng sẽ phải cố gắng nhìn một chút nhá. Được chưa? Đấy, tam giác có hai góc là pi trên 3 là tam giác cân. Cái góc đấy là pi trên 3 nữa thì đấy sẽ là tam giác đều. Tam giác đều thì ba cạnh bằng nhau thôi. Các em nhá. Ba cạnh bằng nhau thôi. Ngoài ra các bạn cũng có nhiều cách khác để mình chứng minh bởi vì đây là sử dụng hình học mà. Ngoài ra đây, cái đoạn UC đúng không? Nó chính là bằng cạnh này. Đấy, cạnh này bằng cạnh này. Hình thoi mà bốn cạnh bằng nhau mà. Rồi có cái góc kia là pi trên 3 nữa đúng không? Tam giác cân có một góc là pi trên 3 thì sẽ là tam giác đều thôi. Vậy tóm lại là cả ba cái cạnh của mình đều là 220V. Nói chung là dùng cách nào cũng được. Các bạn đều chứng minh được ra đây là tam giác đều. Và cái URL của mình sẽ là 220V. Đấy là sử dụng giải nổ vectơ chung gốc các bạn nhé. Còn nếu như mà sử dụng giải nổ vectơ nối chân thì sao? Đây các bạn. Thầy sẽ sử dụng giải nổ vectơ nối chân này. Đầu tiên này, R là vectơ nằm ngang, UR nằm ngang này. Đấy, UR nằm ngang này. UL cắm lên này. UL cắm lên này. Vậy thầy nối vào. Đây chính là vectơ URL. Đây chính là A này. M này. Đấy, đây là UR. UL. UAM chính là URL. Tiếp đến là UMB chính là UC. Kéo xuống các bạn ạ. Sẽ có những cái bài toán mà các bạn không biết được là cái độ dài của UL nó lớn hơn hay độ dài của UC lớn hơn, bởi vì nếu như mà UL lớn hơn ấy thì cái vectơ UC của mình nó chỉ như thế này thôi. Nó có hai trường hợp nhé, hoặc nó ngắn như thế này. Đấy các bạn, nó ngắn như thế này thì U sẽ sớm phá hơn Y, mạch có tính cảm kháng. Hai nó sẽ kéo dài hơn. Vậy làm sao để biết được là nó cái bài toán của mình ấy nó ngắn hơn hay dài hơn? Thì cái này rất khó để thầy có thể nói cho các bạn rõ ràng được. Cái này nó thuộc vào kinh nghiệm, phương pháp mà. Một cái mẹo nhỏ đối với các bạn mà thầy hay hướng dẫn các bạn khi mà giải quyết cái vấn đề đấy ấy, đó là mình không biết nó dài hơn hay ngắn hơn thì mình sẽ có hai cách. Một là dựa vào đề bài để các bạn biện luận. Hai đó là các bạn cứ giả sử đi. Trường hợp một dài hơn, trường hợp hai ngắn hơn. Nếu như các bạn vẽ dài hơn mà làm nó không ra thì chắc chắn nó sẽ sai. Sai theo cái đề bài. Các bạn chắc chắn sẽ gặp một cái vấn đề gì đấy ở đề bài nó bị vô lý. Thì khi đấy mình sẽ giải cái trường hợp còn lại là ngắn hơn. Và thầy khuyến khích các bạn làm như vậy. Bởi vì khi mà các bạn giải hai trường hợp như vậy ấy thì về sau khi mà mình có kinh nghiệm giải bài tập nhiều ấy thì khi mà gặp một bài toán mà sử dụng giải nổ vectơ ấy, tự động các bạn sẽ biết được ngay là cái bài toán đấy nó ngắn hơn hay dài hơn nhá. Nói chung là các bạn làm nhiều cho thầy thì cái đấy mình sẽ rút ra được thôi. Nó thuộc về kinh nghiệm rồi. Còn tất nhiên là bây giờ mà để chững lại một chút, thầy giải thích cho các bạn ấy, thì các bạn cũng sẽ hiểu được tại sao nó phải dài hơn hay tại sao nó sẽ phải ngắn hơn thôi. Nhưng mà đấy là thầy thôi. Còn các bạn chưa làm nhiều bài tập thì việc mà các bạn nhìn ra được cái yếu tố đấy ấy, nó rất là khó. Cho nên cứ làm cả hai trường hợp cho thầy. Nếu như mà mình không không rút ra được cái đấy.
nhá. Thế sau đó dần dần độ vài bài thôi là các bạn có thể hình dung được ngay là nó dài hơn hay là ngắn hơn mà. Thầy thầy cứ vẽ cho nó đẹp thôi, dài hơn thì cho nó đẹp thôi các bạn. Ok, đây là AB, đây là điểm B này, đây là UC này. Bài cho UC bằng URL. Đấy, tam giác này sẽ là tam giác cân. Chuẩn chưa? Cạnh AB của mình là 220. Đấy. URL lệch pha 2π trên 3 so với cả UC. Vậy các bạn phải kéo dài cái này ra. Bởi vì đây là góc giữa hai vector. Vector RL, vector AM là vector chéo lên mà. Đúng không đây? AM của mình đây các bạn. Nó kéo dài lên mà. Đúng chưa? UC là cắm xuống đây. Vậy góc giữa hai vector thì nó sẽ phải là góc ngoài tam giác, góc này là 2π trên 3. Góc này là 2π trên 3 thì cái góc bên trong của mình là π trên 3. Tam giác cân mà có một góc π trên 3 thì đây là tam giác đều. Ba cạnh bằng nhau. Vậy suy ra cái cạnh này là 220. Đấy. Các bạn xem là cái hình nào các bạn nhìn nó dễ hơn thì các bạn làm theo cái cách đấy cho thầy nhé. Cả hai cách thì thầy đều tính ra được là URL chính là cái cạnh AM của mình đấy bằng 220V. Đáp án của mình là đáp án C, tính theo giá trị hiệu dụng nha. Câu 1 đáp án C. Trình bày cho các bạn cả hai cách cho nên nó sẽ hơi dài đấy. Tương tự nào, câu số 2. Đặt một điện áp xoay chiều là 50 Hz vào hai đầu đoạn mạch AB gồm hai đoạn mạch AM và MB mắc nối tiếp. Đoạn AM gồm điện trở mắc nối tiếp với cuộn cảm thuần. Vậy là cái sơ đồ mạch điện nó giống câu trên rồi các em. R này. L này. C. R. L. C. Đây vẫn là AM này. Và B. Rồi, nhưng mà bài này mình sẽ sử dụng giản đồ Z nhá. Bởi vì các bạn khi mà các bạn đọc đề bài á, hoàn toàn là mình không có U. Tất cả đều là giá trị điện trở. Và dung kháng hết, tính ZC cho thầy này. 1 trên omega C nhá, bài cho C rồi. Bao nhiêu đây các bạn? 1 phần 100 pi nhân với cả 0,05 phần pi nhân 10 mũ trừ 3. 200 ohm. 200 ohm này. Rồi, bây giờ mình sẽ vẽ này. Câu 2 thầy sẽ sử dụng giản đồ nối chân trước nhé. Hay thầy cứ đan xen hai phương pháp để sau đó thì các bạn thấy là cái phương pháp nào nó hiệu quả hơn thì mình sẽ sử dụng phương pháp đấy nhé. Chia đôi đi. Để thầy sẽ sử dụng giản đồ nối chân bên phải đi. Các bạn vẽ cái hình xong là mình giải được ngay ấy mà. R nằm ngang này. R nằm ngang này. Vẽ xuống dưới một chút nhé. R nằm ngang này. ZL cắm lên và ZC cắm xuống. Đây các bạn cứ giả sử là C dài hơn đi. Còn sai thì tự động chút nữa nó sẽ tự tự xuất hiện cái điều vô lý mà thì mình sẽ làm lại thôi. Hơn là mình tốn thời gian để các bạn biện luận. Cái thời gian các bạn biện luận đấy các bạn làm thêm được mấy cái hình rồi. Chứ không phải là một cái hình đâu. R là 100 căn 3 rồi. Cạnh này là R này các bạn. A nhé. M. B. Đấy. R của mình là 100 căn 3 rồi. Cái cạnh này là 100 căn 3 rồi. ZC của mình là cạnh này. Là 200 rồi. Cạnh này là ZL nhé. Và trong cái gì đây? Biết điện áp giữa hai đầu đoạn mạch MB và điện áp giữa hai đầu đoạn mạch AB lệch pha nhau pi trên 3. MB là vector cắm xuống, AB là vector chéo xuống. Vậy góc tạo bởi giữa hai vector thì nó sẽ là góc này đấy các bạn. Đây là AB này. Đây là MB này. Vậy cái góc này là độ lệch pha giữa AB và MB thì nó bằng cái góc bên trong rồi các bạn. Hai góc hữu đỉnh thôi. Pi trên 3. Bài hỏi giá trị L. Xong rồi các bạn. Tính cái cạnh này cho thầy. Đây này, tính cái cạnh cạnh này cho thầy. Nhá.
Cái này của mình sẽ là 100 thôi. Có cách nào nhanh hơn không nhỉ? Tam giác này của mình cũng là tam giác đều đúng không? Tùy các bạn nhé. Thôi thầy cứ tính cái cạnh này. Cạnh này thầy sẽ tính ra được là 100 này. Tính tan, sin cos tan tùy các em thôi. Đúng không? Bởi vì cái góc này là pi trên 6 mà. Góc này là pi trên 6 thì thầy suy ra cái cạnh đối diện là 100 thôi. Hoặc là các bạn tính tan pi trên bao thôi. Tan bằng đối trên kề đúng không? Đây. Thầy sẽ tính chi tiết ra cho các bạn nhé. Đấy, cái cạnh này là x đi. Tính được x thì mình sẽ tính ra được ZL, bởi vì ZL cộng x chính là ZC. Thầy có này. Tan pi trên 3 bằng 100 căn 3 chia cho x. Bấm máy tính thôi. Từ đây tính ra được x bằng 100. Đúng không? X bằng 100 thì ZL của mình cũng sẽ bằng 100. Bởi vì ZL cộng x chính là ZC. ZL bằng 100 bằng omega L. Thì từ đây các bạn sẽ suy ra được L bằng 1 phần pi Henry. Cái này thì buổi trước mình luyện tập nhiều rồi. Cho nên buổi hôm nay thầy sẽ không không tính kỹ cái này nữa. ZL bằng 100 bằng omega L. Vậy L bằng ZL chia cho omega. 100 mà chia cho 100 pi ấy. Đây, omega là 100 pi nhé. Thì L của mình sẽ là 1 phần pi. Đáp án B, 1 phần pi Henry. Không biết là các bạn có bị che mất cái hình không? Câu số 2 của mình đáp án B, 1 trên pi. Đấy là sử dụng giải nối vectơ nối chân nhá. Bây giờ nếu mà dùng chung góc thì sao? Chung góc thì tương tự này các bạn. Vẽ luôn ba cái vectơ. Thầy phải vẽ lại để sao cho cái vectơ UL nó ngắn hơn vectơ UC. Dài ra một chút. Đây các bạn. Sau đó mình tổng hợp vào. Theo quy tắc hình bình hành thôi. Thực ra thầy bảo các bạn lựa chọn giải nối vectơ thôi chứ thầy vẫn khuyến khích các bạn là sử dụng giải nối vectơ nối chân nhé. Còn đối với cái bài toán mà nó có nhược điểm ấy thì thầy sẽ hướng dẫn các bạn cái cách để mình khắc phục. Chứ thật sự là cái giải nối vectơ chung góc ấy nó có quá nhiều cái đường đường nét thừa khiến cho các bạn bị rối cái hình ấy. Nhìn nó cũng khó ra. Đây các bạn, nối vào nhá. Nét đứt chứ. Nhiều khi lại vẽ nhầm nét đứt với nét liền cũng lên đấy. Đây các bạn. Rồi. Cạnh này là 100 căn 3 này. R này. ZL này. ZC này. RL này. ZRL nhé. ZRL. Bài cho R là 100 căn 3 này. Bài cho C là cái cạnh này là 200 này. Gì nữa nhỉ? AB lệch pha với cả UC. Vậy cái góc này là pi trên 3 này. Đấy. Đây chính là AB mà. AB là Z này. Đúng không? ZAB đi. Z của mình là Z đấy. Cái góc này là pi trên 3. Rồi nó hỏi cái cạnh nào? Nó hỏi cái cạnh cắm lên các em nhá. Đấy, các bạn giải tương tự thôi. Đúng không? Vậy cái góc này là pi trên 3 thì góc này là pi trên 6 này. Pi trên 6. Pi trên 6 thì các em sẽ tính được cái cạnh này. Đây, thì đặt cái cạnh này là x. Các bạn tính cạnh này. Cạnh này chính là bằng cạnh này rồi. Đúng không? Tính chất hình bình hành rồi, hai cạnh đối nhau thì bằng nhau. Hình bình hành là hai hình bình hành là hình có hai cạnh đối nhau bằng nhau đúng không? Các cạnh đối diện nhau thì bằng nhau. Thầy tính cái đoạn này là x thì thầy sẽ suy ra được ZL thôi, đúng không? ZL nó chính là bằng cái đoạn này. Đấy. Thì nó vẫn là ZC trừ cho x thôi. Các bạn tính cái đoạn x cho thầy. Tính x thôi, sau đó mình lấy 200 trừ x thì
thì vẫn sẽ ra đáp án nhé. Ở đây mình sẽ tính tang pi trên 6. Tang pi trên 6 bằng x chia cho 100 căn 3. Các em vẫn sẽ tính ra được x của mình bằng 100. Được chưa? X bằng 100 thì cái cạnh bên trên này, cái cạnh này này thì sẽ bằng ZC trừ cho X. Vậy là 200 trừ X cho nên ZL của mình vẫn sẽ bằng 100 thôi. ZL bằng 100 thì giống cái phần bên phải thầy hướng dẫn giải theo giản đồ nối chân rồi. Vậy là L bằng 1 trên Pi nhé. Được chưa? Đây, cạnh này bằng cạnh này thôi. Đấy. Hình này là hình chữ nhật mà. Thì các bạn sẽ thấy rằng là cái cách làm thì nó sẽ tương tự thôi. Dù là giản đồ nối chân hay là giản đồ chung gốc thì sau đó khi mà các bạn giải hình ấy, nó sẽ tương đương nhau thôi. Nhưng mà quan trọng là cái quá trình mà các bạn nhìn ra cái hướng giải, các bạn phân tích cái hình ấy, thì cái việc phân tích cái hình khi mà nó có quá nhiều đường nét đứt ấy, có quá nhiều đường nét thừa ấy, nó sẽ gặp nhiều khó khăn hơn là cái giản đồ nối chân, đúng không? Các bạn chả có một cái đường nào thừa cả, tất cả các cạnh đều có thể sử dụng được. Đấy thì nó sẽ hiệu quả hơn. Câu số 2 của mình đáp án B các bạn nhé. Giá trị của L sẽ bằng 1 trên pi Henry.